Liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt tử vong trong container tại hạt Essex, Anh, Trân Trí dẫn nguồn tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 7 bị can liên quan. Danh tính các bị can gồm Nguyễn Thị Thúy Hòa sinh năm 1984, Võ Văn Kỳ sinh năm 1962, Võ Văn Hồ sinh năm 1952, Lê Văn Huệ sinh năm 1967 cùng trú tại tỉnh Nghệ An, Trần Đình Trường sinh năm 1985, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Nguyễn Quốc Thành sinh năm 1994, trú tại thành phố Cần Thơ và Nguyễn Thị Thúy Diễm sinh năm 1990, trú tại Trung Quốc. Các bị can bị khởi tố về tội tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hòa tại cơ quan điều tra, ảnh, Công an Hà Tĩnh. Các bị can trên đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu. Trước đó vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh. Trên cơ sở lời khai của gia đình nạn nhân, đối tượng Trần Đình Trường, Nguyễn Thị Thúy Hòa đã bị triệu tập. Trên cơ sở lời khai của gia đình nạn nhân, Cơ quan An ninh Điều tra đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan Trần Đình Trường, Nguyễn Thị Thúy Hòa, đối tượng Trần Đình Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh, Công an Hà Tĩnh. Bước đầu, Trường khai nhận đã móc nối một người có tên là Bảo Bảo, trú tại Trung Quốc, Thúy Hòa và một người tên Bảo An, em trai của Bảo Bảo để giao dịch đưa một lao động sang Pháp, để rồi từ Pháp vượt biên sang Anh với chi phí 22.000 USD. Còn Nguyễn Thị Thúy Hòa khai nhận, từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019 đã nhận 34 hồ sơ của người lao động trên địa bàn cả nước, trong đó đã tổ chức môi giới được 15 công dân đi lao động trái phép tại các nước châu Âu. Ngày 31 tháng 10 năm 2019 và ngày 8 tháng 11 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Trường và Nguyễn Thị Thúy Hòa về tội tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt khẩn cấp đối tượng có tên là Bảo An tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Quốc Thành, có chị là Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh năm 1990, lấy chồng ở Trung Quốc, còn gọi là Bảo Bảo. Được biết, để thực hiện hành vi phạm tội, các bị can liên lạc với nhau qua nhiều tài khoản mạng xã hội, nhiều số điện thoại không đăng ký thông tin thuê bao và che giấu lai lịch bản thân. Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về vụ việc 39 người chết trong container tại Anh, các đối tượng liên quan đã tìm cách lẩn trốn, tiêu hủy chứng cứ dữ liệu điện tử. Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Tĩnh cũng đã đồng thời ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ truy nã quốc tế đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm về hành vi và lai lịch nói trên. Let's look at why.